Lam quốc Sơn Hà Lam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đặng hành khan thủ bại hư. Sông núi nước nam vua nam ở, rành rành ghi gió tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Bài thơ thần Lam quốc Sơn Hà được xem là bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Từ lâu, bài thơ này luôn gắn với tên tuổi của Lý Thường Kiệt, xuất phát từ cuộc kháng chiến chống nhà Tống xâm lăng, kết thúc bằng trận chiến trên sông Cầu Như Nguyệt, được ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như sau. Mùa xuân tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, sang xâm lấn nước ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đón đánh đến sông Như Nguyệt, quân Tống chết hơn 1.000 người, Quách Quỳ đuôi quân, lại lấy châu Quảng Nguyên của ta. Người đời truyền rằng Lý Thường Kiệt làm hàng rào dọc theo sông để cố thủ. Một đêm, quân sĩ chợt nghe trong đền Trương tướng quân vọng lên bài thơ Lam quốc Sơn Hà. Trong sách Việt Điện U Linh có viết, đến thời vua Lý Nhân Tông, quân Tống sang xâm chiếm nước ta, vua sai thái úy Lý Thường Kiệt lập trại ở ven sông để chống giữ. Một đêm, quân sĩ nghe trong đền có tiếng thần ngâm bài thơ Nam quốc Sơn Hà. Từ đó, người ta ngộ nhận bài thơ ấy là của Lý Thường Kiệt. Sự việc phổ biến đến nỗi đã có nhiều người lên tiếng về điều này. Ngoài ra, bài thơ này còn xuất hiện ở nhiều văn bản khác với những khác biệt nhất định. Và lĩnh lam chích quái, đêm ấy đại hành mộng thấy hai thần nhân cùng xông vào trại giặc mà đánh. Canh ba đêm 30 tháng 10, trời tối đen, mưa to gió lớn đùng đùng, quân Tống kinh hoàng, thần nhân tàng hình ở trên không, lớn tiếng ngâm rằng: Lam quốc Sơn Hà Lam đế cư, hoàng thiên dĩ định tại thiên thư. Như hà bắc lỗ nai xâm phạm, bạch nhẫn phiên thành phá trúc dư. Quân Tống nghe thơ, xé đạp vào nhau mà chạy tan. Nê đại hành trở về ăn mừng, phong thưởng công thần, chi phong cho hai vị thần nhân, sai dân phục thờ, nay vẫn còn đền thờ gọi là Phúc Thần. Tác phẩm này cho ta biết, bài thơ này không phải được đọc trên sông Như Nguyệt thời Lý Thường Kiệt, mà nó cũng đã được đọc trên con sông này nhưng từ thời Lê Hoàn, và cũng không nói rõ ai là tác giả. Như vậy, về xuất xứ của bài thơ thì đến nay vẫn chưa thống nhất được. Theo thời gian cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã ghi lại có trên 30 bài Lam quốc Sơn Hà. Ngoài ra, còn có các bản được khắc ở các di tích, đền thờ. Giữa các bản có sự khác nhau nhưng tự chung hầu hết đều chọn bản trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư làm chuẩn. Như đã nói trên, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Điện U Linh và Lĩnh Lam Chích Quái không khẳng định ai là tác giả bài thơ này. Tất nhiên phải có ai đó sáng tác bài thơ này, nhưng vì không biết cụ thể ai là tác giả nên dựa vào nội dung quan trọng và lớn lao của bài thơ lại được đọc lên vào đêm tối trong một ngôi đền, nên bài thơ Lam quốc Sơn Hà được gọi là bài thơ thần. Lam quốc Sơn Hà Lam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đặng hành khan thủ bại hư. Sông núi nước nam vua nam ở, rành rành ghi gió tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.